Vâng, xin chào các khán giả của Nextport. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin Nextport News phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên fanpage của kênh YouTube Nextport. Mở đầu bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Paris Saint-Germain đã làm gì để khẳng định sự bá đạo của mình ở sân chơi quân đội. Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế ông vua nước Pháp bằng việc hoàn tất quán ba quốc nội mùa này. PSG hạ Lyon 6-5 ở loạt đấu súng sau khi hai đội cầm chân nhau 0-0 trong 120 phút căng thẳng ở trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp diễn ra rạng sáng nay. Đây là lần thứ 9 Paris Saint-Germain bước lên đỉnh cao của giải đấu. Các danh hiệu mà thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel đã giành được ở mùa giải 2019-2020 là Ligue 1 và Cúp Quốc gia Pháp. Quán ba quốc nội được xem là bước chạy đà quan trọng cho PSG trước khi họ bước vào Champions League trong tháng 8. Đội chủ sân công viên các hoàng tử đã thẳng tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ phải chạm trán với đại diện của Serie A là Atalanta vào ngày 12 tháng 8 tới. Quý vị thân mến, chung kết FA Cup sẽ là trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay của bóng đá Anh. Nhưng với hai huấn luyện viên trẻ như Mikel Arteta của Arsenal và Frank Lampard của Chelsea thì đây mới chỉ là sự khởi đầu. Vì rất có thể sau trận đấu này thì một trong hai sẽ có được điều mình cần, đó là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. FA Cup là cơ hội cuối cùng để thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta cứu lại một mùa giải bết bát, cũng như tìm kiếm chiếc vé dự cúp châu Âu vào mùa sau. Phía bên kia, Chelsea đang có những sự bổ sung chất lượng, cộng với việc có cho mình tấm vé dự Champions League. Và trận đấu tối nay sẽ là bước đệm cho huấn luyện viên Frank Lampard cùng các học trò hướng về mùa giải tới. Về lực lượng, những cái tên không thể góp mặt trong trận đấu tối nay bên phía Chelsea là Billy Gilmore, Ruben Loftus-Cheek. Tuy nhiên, đây không phải là những cái tên khiến huấn luyện viên Frank Lampard phải đau đầu khi các cầu thủ này không thường xuyên góp mặt trong đội hình chính thức. Còn bên phía Arsenal, họ sẽ không có được sự phục vụ của thủ thành Leno, trung vệ Mustafi và Callum Chambers và tiền đạo trẻ Martinelli. Quý vị thân mến, quãng nghỉ Covid-19 đã gây tổn hại rất lớn đến kinh tế của các đội bóng châu Âu, trong đó có Napoli. Nhưng mới đây, đội bóng của nước Ý đã gây bất ngờ khi chiêu mộ thành công một cầu thủ còn rất trẻ với mức giá 81,3 triệu euro. Bên cạnh đó sẽ là cụm tin quốc tế của chúng tôi với những tin tức thú vị. Sau thời gian dài theo đuổi, Napoli đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Victor Osimhen từ Lille với mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ. Cầu thủ người Nigeria là một trong những người chơi nổi bật nhất tại Ligue 1 2019-2020. Anh ghi tới 18 bàn sau 38 lần ra sân cho Lille trên mọi đấu trường. Trên trang chủ của câu lạc bộ, đội chủ sân San Paolo thông báo đã có được sự phục vụ của Osimhen theo bản hợp đồng dài hạn. Napoli phải bỏ ra 50 triệu euro cho Lille. Ngoài ra, còn những điều khoản phụ phí kèm theo khiến tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 81,3 triệu euro. Osimhen được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung đáng giá cho hàng công của Napoli mùa tới. Nhiều người còn tự tin cho rằng cầu thủ trẻ này có thể tạo nên tầm ảnh hưởng tại sân San Paolo giống như những gì mà huyền thoại Diego Maradona từng làm được. Mới đây, câu lạc bộ Real Madrid vừa chính thức ra mắt áo đấu mùa giải 2020-2021. Đáng chú ý, màu hồng chính là điểm nhấn quan trọng trong thiết kế lần này. Đối với áo sân nhà, màu trắng truyền thống vẫn được sử dụng. Cổ áo chữ V lạ mắt, logo và nhà tài trợ Adidas ở phía trước không thay đổi. Đặc biệt, chạy dọc thân áo là họa tiết ba sọc quen thuộc của Adidas với màu hồng vô cùng nổi bật. Với màu áo sân khách, Los Blancos đã sử dụng tông màu hồng lạ mắt, phần logo và nhà tài trợ được in màu tím than. Cả hai thiết kế áo lần này của Real Madrid đều mang đậm phong cách tối giản. Real sẽ mặc luôn áo sân khách màu hồng trong trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League với Manchester City vào rạng sáng ngày 8 tháng 8 sắp tới. Với Barcelona, tông màu đen được chọn để thiết kế bộ trang phục sân khách ở mùa giải tới. Áo đấu của đội bóng xứ Catalonia được thiết kế với tông màu đen và họa tiết màu gold. Nổi bật phía trước là logo Barcelona, nhà tài trợ Nike và đối tác quảng cáo Rakuten. Những mẫu áo này hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu khổng lồ cho Real Madrid và Barcelona. Kỳ nghỉ hè tại Premier League năm nay bị rút ngắn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Do vậy, các ngôi sao đang thi đấu tại đây phải tranh thủ quãng nghỉ ngắn ngủi để du lịch xả hơi. Tiền vệ Fred của Manchester United cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ êm đềm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau một năm chinh chiến đầy mệt mỏi, Fred cười rất tươi bên vợ và cậu con trai kháo khỉnh. Dường như anh đang cười bù cho những tháng ngày không mấy vui vẻ trên sân bóng ở mùa giải qua. Một người khác của Manchester United là Nemanja Matic cũng đang hạnh phúc bên người thương.
Matic là nhân tố quan trọng của Quỷ Đỏ cán đích trong top 4 ngoại hạng Anh. Có lẽ đây là lý do anh hồi sinh mạnh mẽ đến vậy. Không nhã nhặn như các đàn anh, dàn sao tuyển Anh gồm Dele Alli, Jack Grealish và James Maddison hẳn có một chuyến du lịch bão táp. Bộ ba chí cốt đi chơi chung tại đảo Ibiza, Tây Ban Nha và mỗi người xách tay thêm một cô bồ nóng bỏng. Cả Alli, Grealish và Maddison đều đang gặp những vấn đề của riêng mình trong sự nghiệp. Tiền vệ của Tottenham có phong độ không tốt ở mùa giải vừa rồi, còn hai người kia thì chưa biết quyết định sao về tương lai của mình. Hy vọng sau chuyến đi này, đầu óc của họ sẽ thông thoáng hơn để hướng tới những điều phía trước. Chuyển sang phần tin trong nước, trong dịp sinh nhật lần thứ 80 của mình thì vua bóng đá Pele đã nhận được những quà đặc biệt từ hai cựu danh thủ Việt Nam. Bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem đó là những cựu danh thủ nào và món quà đặc biệt đó là gì nhé. Thông qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, FIFA muốn hai danh thủ Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh gửi tặng áo đấu làm từ thiện trong dịp sinh nhật huyền thoại người Brazil. Đây là vinh dự của cả hai cựu danh thủ Việt Nam. Hai chiếc áo đấu của Hình Đức và Công Vinh sẽ được đấu giá từ thiện trong một sự kiện do FIFA tổ chức. Chương trình là kỷ niệm 50 năm huyền thoại bóng đá thế giới Pele giành cúp vàng ở vòng chung kết World Cup lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng ở tuyển quốc gia Brazil vào năm 1970. Quý vị thân mến, những tiêu cực trong những trận đấu luôn là vấn đề rất lớn với bóng đá Đông Nam Á và mới đây nhất là một vụ bán độ gây rúng động bóng đá Lào. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa ra quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá đến suốt đời đối với cựu thủ môn của đội tuyển Lào, Thiphonaisay Inthavongsa. Anh này được xác định có dính líu tới vụ bán độ ở trận giao hữu giữa Lào và Hồng Kông diễn ra vào ngày 5 tháng 10 năm 2017. Ở trận đấu đó, đội tuyển Lào đã nhận thất bại đậm 0-4. Ủy ban kỷ luật đã căn cứ điều 66.1 thuộc quy tắc đạo đức và kỷ luật của AFC để đưa ra quyết định đối với Inthavongsa. Họ cũng đã gửi thông báo tới FIFA và Liên đoàn bóng đá Lào. Inthavongsa sinh năm 1992, chơi ở vị trí thủ môn. Anh được đánh giá là cái tên giàu tài năng của bóng đá Lào. Tuy nhiên, Inthavongsa sẽ phải tìm công việc khác không liên quan tới bóng đá sau án phạt này. Trước đó, hai cái tên khác cũng liên quan tới vụ bán độ nêu trên là Khamphen Sayafuthi và Lembo Saisana cũng phải chịu số phận tương tự. Những bê bối bán độ không phải của hiếm của bóng đá Đông Nam Á. Việt Nam cũng mới phải đón nhận một cú phốt lớn khi U21 Đồng Tháp bị phanh phui dàn xếp tỷ số ở vòng loại U21 quốc gia 2019. FIFA thậm chí đã phải can thiệp vào vụ việc này khi chính tay họ đã trả 11 cầu thủ trẻ của U21 Đồng Tháp cấm thi đấu từ 6 tháng tới 5 năm. Vậy mới thấy, nếu còn tồn tại những bê bối và tiêu cực, ngày bóng đá Đông Nam Á sánh ngang với thế giới vẫn còn xa lắm. Và thay cho lời kết của chúng tôi sẽ là một video vui do ekip của chúng tôi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ hàng ngày trên fanpage và kênh YouTube của Nextsport nhé. Show me your moves.